nên là sáng sớm gọi điện cho anh Dường chạy về nhà Út Bình vác nguyên cái cối này ra, xong mời mọi người dùng bữa với anh em chú cháu bánh khọt ruộng đồng. Đó, bài trí ra trong con mắt, con mắt dữ ha mọi người. Chú Sơn chào mọi người cái. Chú Sơn chào buổi sáng nha. Dám đâu giờ này gần 11 giờ rồi. Chú Sơn đang làm gì vậy? Chú Sơn đang hái rau mọi người ơi, đang hái rau, rau gâm. Rau cá. Trời ơi. Rồi hái rau làm gì? Dạ. Hái rau ăn bánh khọt. Còn bánh khọt ở đâu có thấy đâu chè. Bánh khọt đang xay bột mọi người ơi, chút xíu là có liền tại chỗ. Ok luôn. Có liền tại chỗ luôn hả? Rồi. Tại cái chòi này luôn phải không? Tại chỗ luôn, tại chỗ của Út Bình luôn. Chào mọi người, chào các bạn đã quay trở lại kênh. Để hôm nay chú cháu ngẫu hứng làm bánh, các bạn bên kia chú Bảy với lại anh Nhượng đang băm với lại đang xay bột. Đây, dẫn mọi người ra đây xem. Chào mọi người nhé. Chào mọi người. Chú Bảy thì đang băm thịt vịt cơm các bạn. Còn anh Nhượng thì đang xay bột. Ở đây tối qua vào lúc 12 giờ đêm, chú Bảy ngẫu hứng nhảy lên ngâm gạo. Cái bắt đầu bữa nay đem ra cho anh Nhượng xay. Hôm nay dự là chú cháu sẽ làm món bánh khọt các bạn. Nói chung nó cũng đơn giản thôi, bột bánh xèo vẫn làm được. Nhưng mà mình muốn có một cái gì đó nó xưa cũ một xíu để chia sẻ với mọi người. Nên là sáng sớm gọi điện cho anh Dường chạy về nhà Út Bình vác nguyên cái cối này ra, xong Út Bình làm xong chuyện xách con vịt này ra. Đó, xong giờ chú cháu ngồi đây đang chuẩn bị cái món bánh khọt. Đó, đây là cái cối huyền thoại mà gắn bó với Út Bình được mấy video rồi đó. Hồi xưa mà mỗi lần muốn ăn bánh thì phải như thế này mọi người, xay bột cái này rất là cực các bạn. Mà bôi nó lên nhẹ nhẹ. Cái này chắc chú Sơn chú Bảy đang trồng lại, hái về cũ thôi các bạn. Để cho nó vàng vàng thôi, cái bột trắng bệt đó, nó kỳ lắm. Bánh xèo thì cũng vậy thôi mọi người. Xèo quá xài nghệ. Cho nó đen đen vậy luôn đi chứ. Càng trí này nó ít. Ít gạo. Ít gạo thôi. Đúng rồi đó, học lẹ. Ê, nhỏ này đi chú Bảy. Hả? Nhỏ này nha. Được. Đậy này thôi phải không? Dạ. Ủa rồi bánh này ăn cái này được không? Được, thôi được. Thôi ở cái này đúng bài của người ta luôn, với bánh khọt lá cách này các bạn. Với bộ thôi, thử chú Bảy thôi. Khọt nó dòng họ bánh xèo thì người ta đổ mỏng, bánh khọt người ta đổ dày đó mọi người. Nói chứ hái vài cây thôi các bạn. Bánh xèo với bánh khọt thì đúng bài. Hôm bữa có bạn nào đó gợi ý là bánh xèo, mà bánh xèo thì Út là mình làm nhiều rồi các bạn, cho nên là hôm nay là bánh khọt. Bánh khọt tự xay bột. Kiểu này chắc 2 giờ mới được ăn á mọi người, tại bữa nay ra hơi trễ. Con ăn tôm nhỏ không được, con mua tôm bự bự đây nè. Bằng tép hay chứ sao? Cái đồ tép thì mình làm vừa chín cho mình mở lên trên. Đặt cái chân nó ra là sao luôn. Không nữa đó. Nước tôm mình lên luôn không có được. Nó phải nước lỡ rồi, còn nước mình lại cái nước. Thế là bắt đầu là mình lên máy. Lên máy à? Đổ rồi xây lại quân 2 đi, đổ nước vô đây đại đi, cái này lỏng đặc lắm rồi. Trồng lắm mọi người ơi, trồng lá cách đó. Còn cải là chú Sơn trồng thiệt. Dạ. Hết chú Sơn chịu trách nhiệm nha. Cái này đáng lẽ bỏ dừa đó chú Sơn à. Vừa đem đi 7 kiến. Ừ. Lấy luôn. Lấy luôn hả? Ồ. Vậy, vậy chú Sơn dắt cho con miếng thôi, chén nhỏ nhỏ thôi. Miếng được rồi, đừng có nhiều. Lấy miếng cốt thôi. Dạ. Rồi lúc sáng đem ra lượm được con vịt đang ấp các bạn. Tại vì mấy con vịt nhà nó ấp mà nó không có nở được mọi người, ngộ lắm. Xong cho vô bột các bạn.
bột này còn đặc lắm luôn à. Để nước cốt dừa vô chút lên rồi. Nhiều dữ vậy má. Chú Sơn nặng được mới nước cốt dừa nè các bạn. Mình cho vô đây luôn. Lỏng hay không lỏng, hồi mình đổ thì mình mới biết được. Các bạn ơi, hả? Sáng giờ ông ồn ào quá rồi đó nghe. Giờ là chương trình ướp thịt, đây là thịt tầm của chú Bảy nè các bạn. Sáng giờ chú Bảy quá ồn ào xong tạo ra được cái tác phẩm này nè mọi người. Ít đường như đây. Cái củ này nhỏ quá chú Bảy. Nhỏ thì nhiều một chút. Nhỏ thịt trước đi. Cái này bỏ sao? Không để con trộn ấy mà. Rồi, xong cái phần này các bạn. Mọi người đói bụng rồi, phải làm gấp gấp lên mới được. Tỏi này thì đập dập dập mới thả vô luôn. Nhớ quá chú Sơn, nhớ quá. Cháy không nổi nè. Rồi chuyển qua bếp này luôn các bạn ơi. Gió lên đi cho lòng anh say ước mơ. Chú Bảy hát câu dụng cổ cho ngưng gió ơi. Hay hết vô đây làm nước mắm nè mọi người ơi. Sau mốt mình sẽ bỏ cái nồi này lên nè mọi người. Khác ơi, khác ngu. Lửa mạnh quá, lửa bếp không có điều khiển được các bạn. Rồi cái này bảo đảm mở đầy luôn, biết có lỏng không mình cũng không rõ nữa mọi người. Nó không đến nổi rồi chú Bảy ơi. Rồi lên chú lấy một cái gì mình hút để đi vô. Nè hả? Mấy cái xẻ của mình đó chứ sao? Cái xẻ rồi phải cắt cái túi để mới được. Bởi đầu tiên vậy Út ơi. Sao không? Đầu tiên đâu, chảo chống dính của người ta đó. Ờ đúng. Rồi để cái này đỡ đi rồi cho lấy cái xẻ cho đỡ luôn. Bánh đào bánh sao rồi ngon hại. Một cái bị mềm nè. Thôi nó thành cái bánh gì luôn rồi chú Sơn ơi. Hả? Nó nổi quá trời ta. Này ba hột thịt mà nổi dữ ta. Cái này nhân bánh bao. Ừ, giống bánh bao thôi. Không, không chét kia đó chứ Bảy ơi, đổ vô. Chẳng chứng dính mà. Ba đầu quỷ này mà, đổ vô thôi. Bảy cho nhân vô chứ Bảy. Dở ra cho nhân mới đẹp. Cho vô chính giữa đang cục cục đi hả sao đây. Sẵn sàng đẹp rồi đó. Này nó úp hết trơn luôn. Nhỏ mà nó dày. Nhỏ mà cái lòng của nó sâu quá. Thì nó chín ở trên rồi đó trời ơi, nó chín nè. Cái này giống bánh bò. Đợi cho nó cũng để nó cháy cháy vỏ này ăn nè, gần giòn mới đã. Còn nó đổ thấp luôn, thấp đất nữa rồi. Thấp bột đó. Ít bột là ít bột chắc phải mơ mới được ăn đó chứ mấy. Nhưng mà nó đẹp cái bánh, có nhìn nó dùng lên. À, chỗ này nó đủ nắng đủ gió đó nè. Rồi, cho ra dĩa đi quý vị ơi. Người đổ ra, người cho vô nè. Thank you.
Trời ơi, tôi nói tưởng tượng các bạn ơi, giờ này đang đói rồi mọi người. Rùa mà mỏi đuối. Rùa mỏi chán lùa luôn mà. Mỏi chán lùa luôn chứ lẽ. Chan nước mắm. Ừ, thì đó. Ít thôi chứ sao. Tôi đó ăn của đâu cho đủ. Rùa hơn chục cái. Rùa chán chục cái rồi rùa bốn cái. Ê, bốn lần, bốn chén cũng hết rồi. Ừ, đặt rồi. Mình biết hôm qua không luôn. Có điện thoại chạy rồi, rồi đây đây, ok rồi, rồi. À, ngon quá. Đủ mày ngon, không lỗi. Hoài luôn rồi. Cái Sơn có vậy không mọi người ơi, thông cảm với cho Sơn nha. Hôm Sơn qua, già rồi. Hôm qua làm chỉ xui mấy trận này. Đó, ngon thế. Sơn nghe Sơn buồn. Thôi, biết rồi đi. Đây. Rồi, múc nước mắm ra nè, múc cho anh Bảy nè. Nãy giờ anh Bảy chiên quá trời chiên luôn. Cực khổ hả? Cực khổ. Đúng. Ok. Còn Bảy, mỗi người một chén các bạn. Đó. Xong anh Sơn nè. Anh Sơn năm nay mới có 63 hả các bạn? Dạ, đúng rồi, đó hợp lệ luôn á. Anh Bảy năm nay 43. Bánh khọt. Mời mọi người dùng bữa với anh em chú cháu. Bánh khọt ruộng đồng. Đó, bài trí ra trong con mắt dữ ha mọi người. Bánh khọt nhân vịt xiêm bấm. Bánh khọt nhân vịt cuốn lá cách nha mọi người. Mọi người dùng bữa chú cháu nghe. Gấp rồi, đi chú Sơn ơi. Trời ơi, ông ngồi đó ông đơ hoài lần hồi là hết đó chú Sơn. Chưa. Này có rau vườn nè các bạn. Tối nha. Ừ. Tối nè. Cái bụng nè. Giờ này chú cháu ai nấy. Chắc gối hai cái quá. Nè, nhỏ quá. Nè. Muốn gói nhiều gói tùy học lại ok. Mọi người dùng bữa nha. Bánh khọt. Chú cháu giờ nói bụng rã rít hết trơn à, mọi người. Cuốn vô nè. Giờ giờ. Ôi này mất tay luôn chú Bảy ơi. Chấm vô. Rồi mời mọi người nha. Dùng bánh khọt nha. Chú Sơn cũng vậy nha mọi người nha. Ăn bánh khọt coi nó ngon lắm. Thấy là thấy thèm rồi đó. Nãy giờ muốn chảy nước miếng luôn. Ăn Bảy, miếng coi. Chú Bảy nước mắm gì đâu mà tới con chuyện nữa chú Bảy. Rã luôn hả? Ok. Ăn ngon. Liệu nó bỏ vô hoài. Tôi đang bầm mà cứ bỏ vô hoài. Bầm bỏ vô nhiêu tôi bầm nhiêu à. Nó ăn cho nó cay cho đã. Em miệng có sức thôi. Uống vô. Thôi vừa đủ cuốn một cái này. Vừa đủ cuốn. Vừa đủ cuốn rau chứ bự quá là cuốn hụt. Cuốn bị lòi. À chú Sơn thấy gì chưa. Nó cách mình nè mới ngon. Nó cách á. Rồi đó. Này có salad tím luôn. Salad tím là ăn hộp bẻ. Salad này ăn bánh xèo, ăn cái này là đúng bài chứ sao. Dạ, đúng rồi đó. Quá ngọn luôn phải không? Đó, mình để rau đây nè. Ôi dạ, tổn thọ con. Thôi mình để đây nè. Con ta nên mới 69 nè. Nó cách nó có vị thuốc. Đúng rồi. Đối với Sơn, thuốc gì? Thuốc nam. Thuốc nam là chị má, cái gì á? Má, thuốc nam nha chị. Mát gan giải độc. Phải không? Ok luôn. Đó đó. Để chặt cái cây nó chứ sao. Ừ. Ừ đúng rồi. Mấy người đâu mình nhận độc là người ta lấy cái cây, lấy cái ghẻ hả? Ghẻ gì? Người ta lấy cái nhánh để chặt ra hả? Có người lấy ghẻ nữa anh ơi. Vậy đó hả? Ừ. Mấy người dùng ghẻ luôn. Con thì con uống cái nhánh của nó chặt ra. Trong là không có gì bằng ghẻ. Ghẻ nó đúng hay hơn. Uống. Ghẻ đặt con thừa của nó ở dưới đất á. Nhất là mà cái gì tôi ăn hoài. Cái gì ăn hoài mà nó khét lẹt vậy nè. Cái gì? Nhãn lồng. Có mực, ông ăn có mực. Không, nhãn lồng á, lấy cái bộ ghế nhãn lồng á. Chú Bảy ăn có mực với mì tôm. Anh ăn chưa? Chưa. Thử đi mời. Có mực thì có uống chứ chưa ăn. Ngon lắm. Biết hai không đủ luôn á. Có mực nó ngay mình đâm vào uống thuốc mình nóng mình á cũng hay lắm. Dùng nước cho nóng mì tôm ăn là bác hết. Tôi chưa một nạm á cho nhiều á nó teo lại hết trơn nè. Có mực á hả? Ừ. Tôi thấy đó. Nó cách mình còn nhiều không chú sao? Còn nhiều, ở trong nhà con mực. Đang ngồi giống gái vậy. Bên bành gai vậy nè. Chú Bảy này không? Mấy ngồi bên trắng không?
Thế ok luôn ha. Mạnh như súng luôn. Những cái đằng. Ủa là cách nãy hái nhiệm nó còn không anh Nhường? Còn. Rau dấp cá dưới nè. Còn rau nhóc. Dấp cá vô thơm dưới nè. Còn nhóc đó. Nói bứng vài bữa bắp cá hôm nay cho chú Bảy chồng mà cứ quên hoài. Làm được mấy mấy bữa với gây đủ đủ đó. Dấp cá mình trồng cái bên nhà mình luôn nè. Cái này rau thơm. Cái khọt người ta nướng người ta chen đổ hai một mặt còn mình đổ tới hai mặt quá dữ luôn hả? Làm hơn người ta luôn hả? Có gì gọi là bánh khọt hình vàng bánh bò nó phù chính giữa luôn, bỏ mấy dụng làm không lỗ, nó lỗ mỗi ngày mà vậy đó hả? Cái này nè ông nướng ông bánh khọt đâu quá nhà ba tôi thùng dưới nè, dách tới nhà bà cô rồi tới tới nữa là cái nhà bà thím chuyên gia bà bán rồi, như là tôi chưa khó nữa đó cho tới tôi cứ vợ luôn á, giữ ha thời gian vậy đó. Khi tôi chạy đá vô các sáng á, tôi lấy con tép cái tôi đặt đầu đặt luôn đã đổ cái thèo cái bỏ vô hai bà con nhưng thím nó vẫn để vô là bình thường cho mình đó, tại cây nhà đó vườn tép nhà mà cái này tại con ăn tép bị đau bụng nên là con mua mấy con tôm bự dừa dừa sắc ra nè. Đọc mít kia mẹ mập lại luôn á, quên luôn cái gì không quên đâu, không quên. Nó đã luôn á, hay là tại mình đã bụng chứ mày. Giờ này đâu có đói gì đâu, giờ này mới giờ ngọ mà nó ngon hơn cái thịt quay hôm bữa nữa, ngon. Thịt ấp chảo á, ăn nó không cái kia mình ăn hơi nhiều mỡ á. Người ta mình ăn mỡ không quen á chứ người ta hảo mỡ người ta ăn gì lắm. À, đúng rồi. Anh Nhường hảo mỡ không? Không. Tưởng là hảo mỡ vô cho ăn cục mỡ nữa. Ăn cho chào mép chơi. Sơn phải mỡ không Sơn? Phải mỡ không? Anh Sơn chuyên ăn mỡ à? Bữa nào luộc thằng nửa ký thôi, nhẹ nhẹ thôi, nhiều quá không lợi. Nửa ký quất được á. Vừa chín cắt bì ngang chừng 2 phân dài vậy nè. Cầm cắn. Thách thức kiếm vợ xị xị chơi hả chú Bảy? Ừ. Chơi luôn. Ăn mỡ xong cái đầu hai chú đua luôn cái cuộc đua quanh vườn cam. Ai về trước người đó thắng 500k. Ừ. Chơi luôn. Chạy vòng vòng luôn. Chú Sơn thua chắc rồi chú Bảy ơi, trường nghiệp không? Không chạy nổi đâu. Chạy nổi đây. Chú được biết trước hợp lệ luôn, nó ok luôn. Đó đi đi mưa mà còn té lên té xuống nữa rồi chạy. Giờ mà chạy nói ha. Ừ. Đúng rồi, quá tay. Dạ, yếu dò ha. Tình hình này không biết năm sau có còn bước cam nổi không. Năm sau cũng hết tưới rồi, năm sau cũng hết xịt rồi. Theo tưới rồi tự phun rồi. Chưa. Cái bánh mình nhỏ quá mà. Rồi, làm cả chục nữa được. Cái hả? Bữa nay làm có 1 lít rồi các bạn. Tầng nóc à. Gách con thào rồi. Đâu chú Sơn? À, đó là cách hả? Trời ơi, gách sau hè nè, sau lưng nè chú Sơn. Bứt luôn, mình ăn luôn. Bứt luôn. Khỏi rửa. Chứ không gài mình cũng... Rau sạch mà. Rau sạch mà. Ừ. Mình hái rồi sẵn rồi đi nè. Mình chơi coi rồi. Ở đây bao la nè, bao dây nè. Hai nãy nhóc nè. Đó 11 mình ăn nữa. Ừ. Bữa hổm dối về sau lưng là bực không nhớ chứ có rửa. Trời mưa. À, ông trời ông cửa cho mình cứ hơn cho con nó xịt luôn Sơn. Nó xịt luôn hả? Đây. À đù. Nè lá cách còn bỉ nè. Ừ. Cách nó hợp lệ luôn, ok vậy luôn. Mình bỏ đây nè. Đó. Ừ. Đâu cái vị đâu? Cũng ngay ở trên đó. Nè, sáng đem ra đâu có thơm nhóc nè. Rau mình lại rau chi dược, rau mình rau. Trời ơi, cái này mà thiếu rau là chết liền chứ Bảy ơi. Có gần là phải bẻ hai. Ừ. Có gạo lót hai ba cái vậy nè. Sao không quăng nha. Ừ. Nó chơi dễ gì quăng, hồi thiếu chú Sơn à. Trời ơi. Ăn bông lá cách thử coi. Ai hái chừa bông lá cách vậy? Anh Nhường giống ai? Không. Vừa nãy ai? Vừa nãy anh Út chứ ai? Vậy đó hả? Đúng rồi, hợp lệ rồi, ok luôn rồi. Ăn bông luôn các bạn ơi. Ăn bông cho nó bổ bông. Đúng rồi. Bổ gan luôn á. Phải không? Thiệt đỉnh. Mát gan dễ độc phải không? Ừ. Nè cuốn như đây miếng à. Hợp lệ luôn á. Này. Xong bỏ miếng rau thơm cho nè. Đó. Xong cuốn bằng tay nha mọi người. Ăn nó mới đã, gấp gấp đồ.
thịt sữa với nó không ngon đâu. Quá đã, nó cay tay lưỡi chân. Cay gì mới ngon chứ. Nó ngon thấy bận người đâu có gọi là cay gì đâu. Chứ mà bữa này mới tốc độ 3. Thôi mốt lần cho chú Bảy làm nước mắm nè. Bảy làm cay quá ha. À, chú cháu mình làm rồi. Nhẹ nhàng cái này đâu cay. Không dám đâu. Chảy nước mũi rồi các bạn. Mắm không? Bảy. Mắm thịt mắm không? Còn. Xà lách nè. Hôm bữa có bạn kêu đổ bánh xèo đi, hôm nay không đổ bánh xèo, đổ bánh khọt. Thì nó cũng dùng họ của nó đó. Bánh khọt là nó kiểu vậy nè. Bánh xèo thì mình đổ nó mau hơn. Nó cũng dùng luôn vậy chứ gì. Thấy không? Nó thấy không? Không cay đâu mà. Phát hiện liền ha. Giống bộ vậy đó. Giống bộ không cay á. Không cay. Đây Út biết sao không? Đây ông làm, tự ông làm, ông đâu giống nó cay. Đâu phải, bởi biết sao không? Tôi cái gì nữa không kệ, ok. Này, tôi gấp cái này tôi làm không. Tôi không có chấm. Tôi chè thẳng luôn á. Ông thấy là cách cái này cuốn cái này đúng mày. Được. Mày nên tôi làm nữa, sửng rồi. Nó sửng hả? Ông đợi đó đi. Ngồi con làm xong bên đây dọn qua bệnh. Đúng rồi đó. Rê cái bồ cạp của con ra ngoài. Thôi chứ nước mắm mà cay cay gì ăn mới ngon hay chú bảy? Thấy vậy mà đó. Đâu có cay đâu. Mà không mà nó cay gì ăn nó mới đã nè. Làm cua. Con ăn cua với mẹ. Miếng à? Cua đừng ăn bông. Thêm như là 2 cộng hay 4 cộng vậy á. Đừng ăn bông nha. Vứt luôn cho nó 1 bông trong bụng luôn. Sao kỳ chú bảy? Lý do gì không cho ăn bông? Tôi bạn không dám ăn bông. Nói là rước bông rồi bỏ. Tôi sợ ăn luôn. Đây rau thơm nè. Đâu giờ chuyển qua lụm tay luôn nè. Nó lạc cho lẹ. Cho nó lẹ. Nó là cách thằng đặng. Một cà thơm vô. Tính ra là hôm bữa làm trò tới giờ, có bữa nay mới làm bánh lần đầu chứ sao. Đúng rồi. Phải không? Đầu tiên luôn nè. Rồi còn tiếp tục làm bánh đông ăn nữa. Sao mình đòi món làm bánh gì vậy? Làm bánh gì mình gói rau mới ngon. Bánh gì mà gói rau phải không? Ừ. Để tối mình chuyện suy nghĩ à. Bóc tay nè. Ăn nó mới bị. Nói không? Chê ít bây giờ còn nguyên đó, thấy không? Quýt gạo các bạn, 1 lít gạo bố chú cháu. Mình khọt mà 1 lít ra nhiều lắm. Ngon lành luôn. Quá đã. Chú Sơn chú ăn chú nuốt nghe. Thôi thấy bà luôn. Cay bắt đầu ăn xong rồi nuốt liền. Đừng cho nó đâu nó biết sao, đâu nó cay. Ăn là có cái thế mới được. Cay là để vô lần lùa liền. Trời ơi, mấy dân tà lên lum mấy dân mọi người ơi. Giờ bóc đai không à. Có lẽ. Giờ nghỉ cuốn rồi. Nghỉ cuốn à. Đắp mồ cho tình yêu à. Thôi. Thôi rồi cho con xin miếng. Cho vậy á. Gấp bên đây cái, gấp bên đây cái nữa cho nó đều. Thẳng vô chơi cho nó đã. Ngán đâu rồi. Đã không? Này là ăn. Nè, ăn con cua đi. Để không bảy nó con ăn con cua cái gì đó. Hả? Nó cái gì đó. Ủa, nó nhớt ha. Ở đâu vậy chú Sơn? Ở trong súng mình nè. Ở nhà. Ở nhà năm qua phải không? Nhà. Đã không?
Ngon hẹo phải không? Ừ. Nó chú Sơn ăn kiểu nằm ở trong gặp á. Nó mổm nhách. Nằm gặp nó. Đó cái dừa sáng lên nhiều. Một con nhóc. Ừ. Đó sáng ra, sáng nay muốn ra xúc miệng vậy đó. Chà. Phải không? Ăn luôn. Chay. Ừ. Kem nó béo gì đâu. Đâu gì đâu hả? Ừ. Vậy sư ăn vậy luôn nè mọi người. Ăn vậy đó khỏi hết gói rồi, nghỉ gói. Ừ. Trộn luôn hả? Vậy tới chế độ trộn bây giờ chứ trâu rồi, trộn trộn quốc ghê luôn nè. Mọi người ơi, sư ăn vậy được đó. Cái tính chấm lẩu của người ta mày. Nghỉ gói rồi. Thấy không? Đáng ghê lúc nãy, lúc nãy chú cháu thấy cái dĩa này các bạn chưa bố trí ra này nè. Thấy ừ, ít quá mình nên tôi cũng ăn hết. Cuối cùng mà còn ngốc hết luôn. Thấy vậy chứ. Ăn hết rồi. Ừ. Hôm nay là chia sẻ với mọi người món bánh khọt đồng quê. Thay vì đổ bánh xèo, đổ bánh khọt cho nó lạ. Nhân con vịt. Thì chú cháu ngồi nãy giờ cũng khá lâu rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thì chú cháu chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.